Dạ, Hồng Dương xin chân ái kính chào tất cả các anh, các chị và các em có mặt trong những vị lão hôm nay. Lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất. Dạ, và để chương trình, Hồng Dương xin gửi tặng đến tất cả chị và các em ở đây hai câu giọng cổ được trích trong kịch bản truyền thuyết về tình yêu. Bây giờ chắc cũng 4 đĩa không? Đây 2 tiếng rưỡi. Thay cái máy quay phim rồi chung. Thay là sĩ. Tôi không tin ta. Nó đã bỏ ta. Nó theo phim các gì. Thank you.
và xin mời nghệ sĩ Tuấn Linh. Cái cảnh này Tuấn Linh và tham gia cái gì đây các bạn ạ? Lâu lắm rồi, nhớ được không? Mà kịch bản này là lúc đó diễn với anh Tuấn Linh là Hồng Dung chỉ mới có 18 tuổi thôi. Mà năm nay Hồng Dung đã 51 tuổi rồi. Trời ơi!
Thank you.